viếng anh Vũ ở hải ngoại trước khi đưa thi thể về nước. Thưa quý vị và các bạn, nhiều anh chị em nghệ sĩ ở Mỹ cũng kêu gọi được gần 500 triệu đồng để hỗ trợ và làm tang lễ cho anh Vũ tại Mỹ. Không chỉ ở Việt Nam, nghệ sĩ hải ngoại cũng chung tay trước sự ra đi bất ngờ của diễn viên anh Vũ. Nghệ sĩ Hoài Tâm ở Mỹ cho biết, ngày 2 tháng 4 đã cùng một số anh chị em nghệ sĩ kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ để anh Vũ sớm được trở về quê hương. Hoài Tâm công khai việc kêu gọi thông qua các phương tiện cá nhân, mạng xã hội. Sau vài giờ, các nghệ sĩ đóng góp được 20.000 USD. Hiện giờ, chúng tôi ngừng quyên góp, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị cũng như các fan của anh Vũ về ngày giờ đến viếng anh lần cuối tại quận Cam trước khi tiễn anh về quê hương, Hoài Tâm thông báo. Trước đó, ở Việt Nam, nghệ sĩ Minh Vân Hồng Vân đứng ra kêu gọi và quyên góp được 600 triệu đồng từ các đồng nghiệp và khán giả. Chị khẳng định, bằng bất cứ giá nào, cũng phải đưa diễn viên anh Vũ về quê nhà để mai táng. Hiện Hồng Vân và gia đình vẫn cố gắng làm thủ tục với phía cơ quan cảnh sát Mỹ. Thi thể anh Vũ vẫn được bảo quản ở nhà xác của bệnh viện bên đó. Hiện nguyên nhân cái chết chưa được cơ quan cảnh sát cung cấp nên đại diện của nam diễn viên bác bỏ mọi thông tin như tắm khuya dẫn đến đột quỵ hay dùng thuốc ngủ quá liều. Anh Vũ được thông báo qua đời trên giường ngủ vào sáng ngày 2 tháng 4 giờ Hà Nội ở bang California, Mỹ. Tối hôm trước, anh còn lưu diễn ở đây với nhiều đồng nghiệp khác. Sự ra đi của nam diễn viên khiến nhiều đồng nghiệp khán giả bàng hoàng. Anh Vũ sinh ngày 28 tháng 7 năm 1972, từng là phó giám đốc sân khấu kịch Kim Châu. Anh là diễn viên quen mặt trên sân khấu kịch phía Nam với nhiều vở diễn ấn tượng. Trên màn ảnh, anh có vai má mì trong phim Gái Nhảy do của đạo diễn Lê Hoàng gây chú ý. Anh từng đoạt giải liên tiếp 3 năm trong chương trình Gala Cười. Anh Vũ có 19 năm chiến đấu với bệnh ung thư đại tràng, phát hiện từ năm 2000. Nhờ ăn uống, tập luyện, thể dục điều độ, anh được nhận xét, kiên cường và luôn cháy hết mình với nghề. Bạn thân đã sẵn sàng nhận thi hài anh Vũ tại Mỹ. Sáng ngày 4 tháng 4 giờ California, ca sĩ Lê Ông Vũ sẽ tới nhà xác làm thủ tục nhận thi hài anh Vũ. Chiều 4 tháng 4 giờ Hà Nội, ca sĩ Lê Ông Vũ thông báo gia đình chị gái thứ tư của anh Vũ đã tới California. Sau chuyến bay từ New York, họ sẽ cùng Lê Ông Vũ lo thủ tục nhận thi hài nam diễn viên. Lê Ông Vũ cho hay đã nhận được giấy ủy quyền và giấy khai sinh của anh Vũ từ gia đình ở Việt Nam gửi qua. Ở Mỹ hiện là buổi tối, Lê Ông Vũ đang cùng người thân của anh Vũ đi ăn để bàn bạc chuẩn bị cho việc nhận thi hài để đưa về Việt Nam. Sáng ngày 4 tháng 4 giờ California, anh sẽ gặp gỡ các bên có liên quan để làm những thủ tục cần thiết. Sau khi nhận được thi hài, Lê Ông Vũ sẽ đưa anh Vũ qua nhà quan tắm rửa thay đồ cho anh Vũ, rồi sẽ làm thủ tục đưa về Việt Nam. Toàn bộ những công việc này sẽ được tiến hành nhanh chóng, gọn lẹ. Lê Ông Vũ mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ để báo tin cho bạn bè. Gia đình anh Vũ đang chờ đợi tại quê nhà. Gia đình anh Vũ có chị gái sống ở Mỹ nhưng lại cách bang California khá xa, lại không dành đường xá cũng như các thủ tục giấy tờ. Vì thế, gia đình đã ủy quyền cho Lê Ông Vũ nhận thi hài nam diễn viên. Theo luật của Mỹ, anh Vũ là người độc thân nên chỉ bố mẹ mới có quyền nhận thi hài. Trong trường hợp cha mẹ không thể nhận thi hài thì có thể làm giấy ủy quyền cho một người khác, nam ca sĩ nói. Hiện nhóm nghệ sĩ hải ngoại gồm Hoài Chân, Phương Trinh dự định tổ chức lễ viếng cho anh Vũ tại Mỹ trước khi thi hài được đưa về Việt Nam theo đường hàng không. Theo thông tin Lê Ông Vũ cung cấp, hiện phía cảnh sát Mỹ chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân qua đời của anh Vũ. Kết quả sẽ chỉ được đưa ra sau 90 ngày khám nghiệm tử thi. Lê Ông Vũ và anh Vũ là bạn bè thân thiết hơn 20 năm. Lê Ông Vũ từng sống tại Việt Nam, sau đó sang Mỹ định cư. Anh Vũ trong những lần sang Mỹ biểu diễn vẫn nhờ bạn đưa đi chơi, đi diễn. Anh Vũ được thông báo qua đời trong lúc ngủ vào sáng ngày 2 tháng 4 giờ Hà Nội ở bang California, Mỹ. Tối hôm trước, anh còn lưu diễn ở đây với nhiều đồng nghiệp khác. Sự ra đi của nam diễn viên khiến nhiều đồng nghiệp khán giả bàng hoàng. Em gái anh Vũ bác bỏ tin, gia đình không nhờ Hồng Vân giúp đỡ. Em gái của anh Vũ cho biết, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân là ân nhân bởi đã đứng ra lo lắng mọi chuyện khi gia đình bối rối nhất. Nghệ sĩ Hồng Vân là người sát cánh với gia đình anh Vũ kể từ khi nam diễn viên qua đời ở Mỹ hôm 1 tháng 4. Chị cũng đứng ra vận động mọi người ủng hộ vật chất để đưa thi thể anh Vũ về quê an táng. Ngày 2 tháng 4, khi biết gia đình anh Vũ lực bất tòng tâm trong chuyện đưa con trai về nước,
chị đăng tải lời kêu gọi trên Facebook. Sau khoảng 4 tiếng, tài khoản Hồng Vân lập đã nhận được gần 500 triệu đồng hỗ trợ từ các đồng nghiệp khắp cả nước và khán giả. Cũng trong ngày 2 tháng 4, một số trang thông tin dẫn lời em gái anh Vũ nói rằng gia đình không hề nhờ vả đến Hồng Vân trong chuyện quyên góp tiền. Sự việc khiến nhiều diễn đàn bình luận về hành động đứng ra kêu gọi của nữ nghệ sĩ. Tối cùng ngày, Hồng Vân cho biết có đọc được thông tin. Chiều 3 tháng 4, trong cuộc gặp mặt trực tiếp tại nhà anh Vũ, Hồng Vân đã trao 668 triệu đồng cho mẹ ruột nam nghệ sĩ để lo hậu sự. Tại đây, em gái của anh Vũ, chị Dung, đính chính thông tin sai lạc trên. Nếu nói vậy là sai hoàn toàn, lúc gia đình bối rối, tôi chưa biết tiếp xúc với bất cứ nhà báo nào. Nhiều người đến nhà nhưng chúng tôi không thể tiếp vì chưa biết thông tin gì rõ ràng. Thông tin bất ngờ, gia đình không có tâm trí nào để mà chia sẻ. Sáng sớm hôm biết tin anh Vũ mất, tôi gọi điện ngay cho chị Vân nói, chị ơi, chị giúp gia đình em với. Gia đình chúng tôi lúc ấy đúng là lực bất tòng tâm. Hồng Vân kể thêm, gia đình anh Vũ thậm chí không thể nghĩ rằng có thể mang nổi con về nước. Mọi người còn tính toán đến chuyện nếu không thể đưa thi thể về, vì mắc quá thì sẽ thiêu bên Mỹ rồi đem cho cốt về thì sẽ nhẹ chi phí hơn. Tôi có nói với Dung rằng bằng bất cứ giá nào cũng sẽ đem anh Vũ trở về. Hồng Vân cho biết khi quyết định đăng lời kêu gọi trên trang cá nhân đã thông qua gia đình, nhận được sự đồng ý mới làm. Khi nghe chị Vân nói câu nói ấy, tôi mừng rơi nước mắt. Khi chị thông báo đã đủ số tiền, tôi động viên mẹ rằng anh Vũ sống được khán giả thương, nên khi ra đi rất nhẹ nhàng. Anh Vũ được về với quê hương là nhờ công lớn ở chị Vân. Chị Dung nói thêm. Hồng Vân cho biết khi đọc những thông tin không đúng trên mặt báo về việc mình làm, chị cũng buồn, sợ bị hiểu lầm. Buồn, nhưng lúc ấy tôi không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó. Việc cấp thiết là làm sao lo được chuyện đưa em tôi về nước, Hồng Vân nói. Kể về quá trình nhận đóng góp, Hồng Vân xúc động thấy anh Vũ được quá nhiều người yêu mến. Từ các nghệ sĩ lớn tuổi đến các khán giả, các em học sinh nhỏ tuổi. Có người đóng góp 5 triệu, 10 triệu, có người chỉ vài chục nghìn đồng đến trăm nghìn đồng. Thấy thương lắm, chị nói. Nói về quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng đưa Vũ về hay không đủ tiền sẽ bỏ tiền túi ra, Hồng Vân tâm sự. Tôi và anh Vũ thân nhau từ lúc chị em mới vào nghề. Từ sân khấu đến đời thực, chúng tôi xem nhau như ruột thịt. Hay tin em mất xứ người, tôi đau chứ. Tôi chỉ biết lúc đó phải làm mọi cách để đưa em về Việt Nam, để mẹ của anh Vũ nhìn mặt con, đồng nghiệp tiễn đưa em lần cuối. Khi phát động việc hỗ trợ, tôi có nghĩ đến trường hợp nếu không đủ sẽ về bàn bạc với ông xã bỏ tiền túi, bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa em về quê mẹ. Anh Vũ được thông báo qua đời trong lúc ngủ vào sáng ngày 2 tháng 4 giờ Hà Nội ở bang California, Mỹ. Tối hôm trước, anh còn lưu diễn ở đây với nhiều đồng nghiệp khác. Sự ra đi của nam diễn viên khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng. Anh Vũ sinh ngày 28 tháng 7 năm 1972, từng là phó giám đốc sân khấu kịch Kim Chi. Anh là diễn viên quen ra mặt trên sân khấu kịch phía Nam với nhiều vở diễn ấn tượng. Trên màn ảnh, anh có vai má mì trong phim Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng gây chú ý. Anh từng đoạt giải liên tiếp 3 năm trong chương trình Gala Cười.
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.